Mến chào tái ngũ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả thân thương, thương đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ do Emily và cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, rất mong quý vị hãy dành cho MC và ban biên tập một lời yêu thương bằng cách bấm đăng ký kênh để ủng hộ Emily và cộng sự. Và sau chương trình, xin quý vị hãy chia sẻ những nội dung hấp dẫn này đến với nhiều người hơn để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Mỹ nói Ukraine phải đánh bại Nga để gia nhập NATO. Hoàng hô, Tổng thống Donald Trump ấn định chiến thắng đầu tiên cho cựu đại tá gốc Việt hùng cao. Đe dọa khủng bố tại Mỹ lên mức cao chưa từng thấy. Và sau đây là phần thông tin chi tiết thưa quý vị, phát ngôn viên an ninh quốc gia Mỹ John Kirby vào hôm thứ Hai đã nói trong cuộc họp báo thường nhật rằng để trở thành thành viên của NATO thì Ukraine trước hết phải chiến thắng trong cuộc chiến tranh đối với Nga. Ông Kirby nói rằng ông Joe Biden tin là NATO là tương lai của Ukraine, nhưng có nhiều thứ phải được làm trước khi Kiev có thể gia nhập. Khi một nhà báo yêu cầu nêu chi tiết về những điều kiện mơ hồ và con đường chưa rõ ràng mà Kiev đang được khuyến nghị, Ông Kirby tuyên bố rằng lập trường của Washington là tuyệt đối rõ ràng. Trước hết, họ phải chiến thắng trong cuộc chiến tranh này. Chúng tôi đang làm mọi thứ chúng tôi có thể để đảm bảo chắc chắn rằng họ có thể làm được điều đó. Sau đó, khi cuộc chiến tranh kết thúc, dù nó như thế nào thì họ vẫn sẽ có một đường biên giới dài với Nga và gặp phải một mối đe dọa an ninh xác thực. Washington sẽ trợ giúp phát triển cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine, mặc dù tham nhũng vẫn là một vấn đề lo ngại lớn. Về phía Nga, họ đã từng cảnh báo rằng họ xem việc mở rộng NATO hướng tới các đường biên giới của Nga là một mối đe dọa hiện hữu. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố ý định công khai của Kiev về việc gia nhập NATO là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới cuộc chiến tranh đang diễn ra. Thứ sáu tuần trước, Tổng thống Nga Putin đã nêu ra các điều kiện của Moscow đối với việc đình chiến và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Lãnh đạo Nga nói rằng những cuộc đối thoại này có thể bắt đầu ngay khi Kiev rút quân đội khỏi các khu vực Donetsk, Lugan, Kherson và Zaporizhia, đồng thời chấp nhận chủ quyền của Moscow đối với tất cả 5 khu vực đã sắp nhập vào Nga, bao gồm 4 khu vực nêu trên và cả bán đảo Crimea. Ông Putin tuyên bố rằng Moscow sẽ không chấp nhận một cuộc xung đột đóng băng, từ đó sẽ cho phép Mỹ và các đồng minh của Mỹ tái vũ trang và tái thiết quân đội Ukraine. Ông cũng nói thêm rằng Kiev phải chính thức từ bỏ bất kỳ kế hoạch nào của việc gia nhập NATO. Moscow khẳng định rằng hành động cung cấp vũ khí phương Tây cho nỗ lực chiến tranh của Kiev đã biến các nước thành một bên của cuộc xung đột. Điện nên nhấn mạnh rằng, sự dính líu thêm nữa của NATO vào chiến tranh Ukraine gây ra rủi ro xung đột vũ trang trực tiếp giữa Moscow và khối liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo, đồng thời nguy cơ mở rộng cuộc chiến tranh hiện tại thành chiến tranh hạt nhân. Hoang hô, Tổng thống Donald Trump ấn định chiến thắng đầu tiên cho cựu đại tá gốc Việt hùng cao. Quý vị thân mến, Đại tá Hải quan hồi hưu gốc Việt, ông Hùng Cao vào hôm thứ Ba đã thắng sơ bộ đảng Cộng hòa ở Virginia, trở thành đối thủ của đương kim Thượng nghị sĩ Dân chủ Kim Kani trong vòng tổng tuyển cử vào tháng 11 sắp tới. Được cựu Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn vào tháng 5, ông Cao đánh bại một số nhỏ các đối thủ Cộng hòa với khoảng cách khá xa, chiếm sau 2, 2,5% số phiếu so với 10,7% phiếu dành cho ứng cử viên về nhì Scott Parkinson cựu đại tá hải quân gốc Việt là khuôn mặt khá quen thuộc. Vào năm 2022, ông tranh cử chống dân biểu dân chủ Jennifer Weston tại khu vực bầu cử 10, mặc dù thua 6 điểm. Tuy nhiên, cuộc chiến của ông Cao giành chiếc ghế của ông Kenner vô cùng khó khăn khi chiếc ghế của Thượng nghị sĩ Dân chủ được đánh giá vững chắc. Cùng lúc đó, ông Cao được hưởng lợi từ cuộc thăm dò ở tiểu bang cho thấy ông Biden và Trump đang đối đầu xích sao so với dự báo. Kết quả thăm dò do The Hill và Decision Desk IQ thực hiện ở Virginia cho thấy cả hai ứng viên tổng thống đều giành 44% ủng hộ. Ông Cao cảm ơn những người ủng hộ ông sau khi chiến thắng của ông được công bố, đồng thời ra buộc trực tiếp chiến dịch tranh cử của ông với việc bác bỏ các chính sách biên giới của Biden. Chiến thắng của chúng tôi trùng với ngày Chủ Biden ân xá cho những người nhập cư bất hợp pháp, nêu bật tầm quan trọng của cuộc bầu cử vào tháng 11 này. Ông đăng trên X Đối với những phụ nữ như Laken Riley và Rachel Morin, chính sách biên giới mở của Biden, Kenner, thực sự là một vấn đề của sự sống và cái chết. Ông Gao so sánh việc phục vụ trong hải quân với lý lịch lâu dài của Kenner với tư cách là một chính trị gia chuyên nghiệp. Ông viết rằng, tôi đã làm việc trong hải quân 25 năm, trong khi Tom Kenner đã làm việc 30 năm tại các cơ quan dân cử những người nộp thuế đã ký vào mặt trước phiếu lương của chúng tôi trong cùng một khoảng thời gian. Sự khác biệt là thế này, Tom Kiner đã trở nên giàu có và tôi có những vết sẹo. Cựu Tổng thống Donald Trump đã tán thành cao hồi tháng trước, nói trên trút social rằng, Hùng cao sẽ là một chiến binh không mệt mỏi để ngăn chặn lạm phát, phát triển nền kinh tế, bảo vệ biên giới của chúng ta hỗ trợ mạnh mẽ cho quân đội thu y đáng kinh ngạc của chúng ta và bảo vệ tu sư năng thứ hai luôn bị bao vây của chúng ta. Sự ủng hộ quan trọng của Tổng thống Trump đã ấn định chiến thắng cho ông Hùng Cao. Kane, Cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ và là bạn đồng hành của Hillary Clinton trong cuộc tranh cử Tổng thống không thành công vào năm 2016, chắc chắn sẽ thực hiện một chiến dịch được tài trợ tốt. Ông Cao nói rằng, Kenner đã đầu tư 2 triệu đô la vào quảng cáo trên truyền hình vào mùa thu, nơi anh ấy sẽ làm ô nhiễm làn sóng phát thanh bằng những lời nói dối về tôi cũng như về anh ấy. Tổng thống Trump có thể đặc biệt chú trọng đến cuộc đua vì khung cao đang đối đầu với kẻ thù năm 2016 của cựu tổng thống ở một tiểu bang nằm trong tầm tay của ông. Đe dọa khủng bố tại Mỹ lên mức cao chưa từng thấy Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Turner mới đây đã cảnh báo rằng khả năng xảy ra một cuộc tấn công khủng bố trên đất Mỹ đã lên mức độ cao nhất. Ông kêu gọi chính quyền Biden công khai thông tin về các mối đe dọa khủng bố. Vào tuần trước, Mỹ đã bắt giữ 8 người bị tình nghi có quan hệ với nhà nước Hồi giáo IS. Đại diện đảng Cộng hòa Ohio Turner cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CBS News vào hôm Chủ nhật rằng mối đe dọa này không còn là suy đoán hay giả thuyết nữa mà thực sự hiện hữu. Ông nhấn mạnh hiện nay có những kẻ khủng bố đang hoạt động tích cực tại Mỹ và gây ra mối đe dọa cho người Mỹ. Theo Daily cơ quan thực thi pháp luật Mỹ tuần trước đã bắt giữ 8 người Tajis ở Los Angeles, New York và Philadelphia. Họ bị nghi ngờ là có quan hệ với nhà nước Hồi giáo IS. Hành động này diễn ra sau khi mà các quan chức của Mỹ cảnh báo trong nhiều tháng về các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra tại Mỹ đồng thời bộ ngoại giao mỹ và thổ nhĩ kỳ tuyên bố sẽ xử phạt ba cá nhân có liên quan đến is và liên quan đến việc hỗ trợ những người khác nhập cảnh trái phép vào mỹ mặc dù ông turner không xác nhận hay là phủ nhận chi tiết về những vụ bắt giữ đó nhưng ông chỉ ra lời khai gần đây từ các quan chức thực thi pháp luật hàng đầu của mỹ cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng của các cuộc tấn công khủng bố vào đầu tháng này, thì Bộ trưởng Tư pháp Maurice Garland và Giám đốc FBI Christopher Gray đều cho biết Mỹ phải đối mặt với các mối đe dọa khủng bố ngày càng tăng kể từ cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Tình trạng đe dọa đã tăng lên mức cao nhất. Thậm chí, Gray còn cho biết, hiện tại có rất nhiều mối đe dọa khác nhau đối với an ninh công cộng và an ninh quốc gia trong sự nghiệp pháp luật của ông. Rất khó thấy có thời điểm nào mà có nhiều mối đe dọa như hiện tại. Gray cũng đề cập đến cuộc tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc ở Moscow khiến cho nhiều người thiệt mạng. Vụ khủng bố này đã được nhà nước Hồi giáo ở Khorasan nhận trách nhiệm. Ông cảnh báo rằng, ở Mỹ, ngày càng có nhiều lo ngại khả năng đang gia tăng xảy ra các cuộc tấn công tương tự. Ngoài ra, thì ông cũng bày tỏ lo ngại về các hoạt động buôn lậu người tại biên giới Mỹ và Mexico, qua đó kêu gọi Mexico có thêm biện pháp để hỗ trợ. Trước vấn đề này, ông Turner yêu cầu chính quyền của Biden tiết lộ minh bạch thêm các thông tin về các mối đe dọa cấp cao, qua đó để công chúng có thể thảo luận về những rủi ro và mối đe dọa mà chính phủ phải đối mặt. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã gửi thư cho lãnh đạo thượng viện của cả hai đảng, yêu cầu cung cấp thông tin tóm tắt bí mật về mối đe dọa từ IS cho tất cả các thượng nghị sĩ. Ông nói rằng với việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021 và an ninh biên giới lỏng lẻo, ông chưa bao giờ lo lắng như hiện nay về các cuộc tấn công vào nước Mỹ. Graham đã cảnh báo rằng nước Mỹ hiện đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công khủng bố tương tự như vụ ngày 11 tháng 9. Chính quyền của ông Biden và phe Cộng hòa trong nhiều năm đã xúc đột về vấn đề biên giới và người nhập cư, trong khi đó, thì số trường hợp vượt biên bất hợp pháp từ Mexico vào Mỹ tháng 12 năm ngoái đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, mặc dù trong năm nay đã giảm nhưng vấn đề vẫn nghiêm trọng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Times.